Thôi xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nhà phụ Tùng Vi Xe Cúp. Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi kênh video phụ Tùng Vi Xe Cúp. Khi đến với shop phụ Tùng Vi Xe Cúp, các bạn sẽ gặp những cái sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất dành cho những anh em sưu tập những dòng xe cúp cổ. Đương nhiên bên cạnh đó không phải là đẹp nhất và tốt nhất, đồ luôn luôn nó hoàn hảo 100%, tại vì chúng ta sưu tầm đồ cổ rồi sưu tầm xe cổ thì không sẽ không thiếu, sẽ không thể nào mà gặp những cái thiếu sót về hoặc là sơ xuất về những cái một cái lỗi nào đó về chi tiết của sản phẩm hay là máy móc, tại vì nó không phải là hàng trong bịch xé ra, cho nên nó không thể nào hoàn hảo 100%. Nhưng đối với khi các bạn đến với mình, các bạn sẽ được những cái sản phẩm gọi là đẹp nhất, tốt nhất, và đương nhiên giá tiền nó cũng cao nhất nữa các bạn đó, chứ không phải là lúc nào là đồ của mình là phải là lúc nào cũng phải là hoàn hảo 100% các bạn. Mình không bao giờ nói đồ mình hoàn hảo 100%, đồ mình hoàn hảo là ít nhất bèo lắm phải từ 90 tới 95 hoặc là 98% các bạn. Dạ lô đó, đang nói tắt điện thoại quên không biết nói gì nữa. Đó, thì anh em lưu ý, cũng có những anh em thắc mắc là nói đồ mình đôi khi nó gặp trục trặc, thì đúng rồi, đồ cổ mà các bạn, đồ cổ mà sao không trục trặc được. Nhưng mà những cái điểm đó chúng ta có thể giải quyết được các bạn, nó rất là đơn giản nha. Đó, thì mình nói sơ qua một vài cái như vậy để anh em thấy là bên mình bán đồ là siêu chất lượng các bạn. Còn các bạn mà mua mấy cái hàng rẻ trôi nổi ngoài thị trường coi như mua gì là căng ve chai luôn nha anh em. Thôi bây giờ mình sẽ vô. Đây là một cái yếm bẩn cúp màu trắng sữa các bạn, hàng tháo xe. Cái hàng này rất là hiếm nha anh em, rất là hiếm để kiếm được cái bẩn màu trắng sữa hàng tháo xe các bạn. Thì cái bẩn này chúng ta gắn cho những cái xe đời nào, rồi mình sẽ lấy thêm một cái bẩn nữa cho các bạn nha. Đây các bạn thấy hai cái không? Nhìn tôi dễ so sánh, một cái là màu đục, trắng đục, và cái trắng sữa các bạn. Cái trắng đục này nó sẽ dành cho những xe từ đời 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, hết đời mà xài cái bẩn màu trắng đục này nè. Còn cái bẩn này nó sẽ xài trước, từ năm 92 trở về trước, 92, 91, 90, 89, 87, 86, 85, 84, 83, 82. Đó là nó xài cái bẩn này luôn. Tại sao mình phải đếm từ 91, 92 cho tới 2008 mà? Có nhiều bạn nói không hiểu luôn, cho nên phải đếm thủ công rồi vậy các bạn. Có nhiều người thôi, mình cứ tính như vậy đi các bạn. Đó, thì cái bẩn từ đời 92 trở về trước nó sẽ xài màu trắng này nè các bạn. Dạ, cái màu trắng này nó cực kỳ khó kiếm nha, lưu ý nha, cực kỳ khó kiếm. Và cái trên tay mình đang cầm rất là đẹp nha. Các bạn thấy mình có nguyên đóng bẩn trên kia, nhưng mà cái bẩn đẹp á, bẩn đẹp giống như bẩn này là hiếm rồi. Đây mình sẽ soi cho anh em coi nha, dành cho những anh em nào mà khó tính, chúng ta sẽ xài cái bẩn này nha các bạn. Đó, màu trắng này, cái bẩn này rất là đẹp nha, nó có trầy xước nhẹ. Đó, rất đẹp chưa. Đó, đẹp nha. Đây là phía bên hông nè, thấy không? Mình quay kỹ phía bên hông cho anh em coi. Đó, rồi bên đây nữa nè, rất là đẹp luôn. Cái bẩn này mà nó không đè, nó thành đê đê, chắc dễ bán chục triệu đó các bạn, siêu hiếm luôn á. Nhưng mà rất tiếc nó có đè nên nó rẻ hơn rồi. Đó, một trăm còn siêu bóng luôn nha. Cái này mới rửa xà bông thôi, chưa đánh bóng, chưa chà bóng, chà nó còn đẹp nữa các bạn. Một trăm rất là đẹp luôn, logo riêng theo xe nha. Bẩn trong nè, bóng lửng luôn ạ. Cách đây là khoảng tháng hả, như 3-4 tháng vậy, mình có quay một cái y chang như vậy. Bây giờ thêm cái nữa, mình thấy cái mà đẹp như thế này là mình chịu không nổi các bạn, là mình hốt về liền các bạn. Rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp nè. Cái này dành cho anh em gắn những con xe mà đời 82, 84 nè, custom tem đỏ nè, đó là đúng bài. Nó có ba cái dòng xe mà để anh em có thể gắn được chứ các bạn. Cái này thì nó, nếu mà nói về xét về độ đẹp các bạn, nó đẹp tầm khoảng 98%. Nếu mà nói về độ trầy xước thì nó có vài vết xước
lông mèo, lướt với trước lông mèo thôi, lông mèo giống như là nó nhẹ nhẹ nhàng, nhìn không thấy bạn, các bạn phải soi con mắt kỹ vô các bạn mới thấy, giống như ở đây, ở trên cái lưng nó này, như cái việc cái điện thoại cùi nó không quay được mà, đó nhìn không thấy nha anh em. Nếu chúng ta nhìn ở ngoài à, chúng ta không thấy, chúng ta rất là đẹp, nhưng mà chúng ta muốn thấy là các bạn phải nhìn sát vô các bạn mới mới thấy các bạn. Rất là đẹp nha. Giờ cái tay bên đây nè, đó thì còn được cái tay bên đây nó bị gãy một chút xíu nè, đó nó gãy chút xíu nhưng mà vẫn còn bắt được cái bát. Cái này thì chúng ta sẽ hàng thêm chỗ này vô, ok hàng được, chúng ta bồi thêm một miếng nhỏ xíu cho nó bằng bên đây, ok được nha. Đó, cái miếng này còn này, đường nách nè, đó rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp nha. Và lưu ý á, là khi mà chúng ta mua những cái bẩn này nè, bẩn này mà các bạn mua bẩn Thái á, là sẽ các bạn thấy là cái nách này nè nó cực kỳ xấu, còn hần Nhật nó đúc rất là đẹp. Đây nha anh em nhìn rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp nha. Đó ok, thì anh em nào có nhu cầu hốt cái bẩn này gắn cho xe đúng đời là 8290 màu xanh, 84 màu đồng có đề, 8289 50 70 90 có đề tem đỏ, gắn cái bẩn này là đúng bài, tại vì cái bẩn này rất là mắc tiền nha. Còn nếu mà anh em muốn rẻ tiết kiệm thì chúng ta sẽ gắn cái bẩn đời cao, bên mình còn bẩn đẹp hơn nha các bạn, bẩn đời cao thì nó cũng đẹp ý, nó đẹp hơn cái này luôn, nhưng mà nó rẻ tiền hơn cái màu trắng rất là nhiều, còn cái màu trắng mắc hơn. Đó, thì anh em có nhu cầu lấy cái nào thì anh em cứ inbox Zalo cho mình số điện thoại màn hình, mình sẽ chụp hình rồi quay phim từng cái sản phẩm cho anh em coi, chụp hình chi tiết từng cái cho anh em coi. Anh em ok thì qua trực tiếp bên shop mốt về, còn những anh em nào ở xa không có điều kiện qua thì vui lòng chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý phương thức mua hàng của bên shop mình là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code cho các bạn, không ship code nha. Còn các bạn hỏi là có những chỗ khác người ta ship code nhận hàng, mua hàng nhận hàng tại nhà trả tiền, thì bên mình không bán phương thức đó, anh em lưu ý dùm nha. Nếu anh em có nhu cầu mua cái phương thức đó thì anh em kiếm cái shop khác, cái chỗ nào đồng ý mua bán như vậy anh em mua, còn ở bên shop của mình là chuyển tiền đủ mới ship hàng, không ship code. Tất cả mọi mặt hàng bên shop mình bán chụp hình trước cho anh em coi đó. Ở đây là mình bán là chất lượng là trên hàng đầu, cho nên mình không cần ship code các bạn, không cần ship code nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Những anh em nào đã và đang theo dõi kênh video Phụ Tùng Đi Xe Cấp, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Đi Xe Cấp. Và nếu vui bấm cho một like cho nó vui. Đó. Và anh em nào chưa bấm vào nút đăng ký, nhớ bấm vào nút đăng ký để mỗi khi mình có những sản phẩm độc lạ up lên, điện thoại sẽ xuất hiện thông báo và chúng ta là chúng ta coi liền nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Giờ đi tắm rửa và đi nhậu.